lên bộ phát điện sáng mình giao cho em Toản mình luôn. Toản mình ở thị xã ngã năm, thị xã ngã năm Sóc Trăng á. Anh em đã tới thị xã ngã năm rồi em. Thì mình đang dừng xe trái mình. Đến chỗ giao máy cho em Toản mà nữa nha. Em là xuống nhà cây xăng Petrolimex cửa hàng số 12 ấp Long Thành, xã Tân Long, thị xã Sóc Trăng. Phi công trưởng nè, chuyên bay các loại máy bay đi lại hai cọc để ở rút ra chi nữa. Bán cái máy sạc có nằm chết la nữa. À Toản có 13 phút hai cục rồi mà nó chậm. Nó chơi anh em. Mày đấu chơi sạc sao đấu cho gọn đây, rồi chuyển đồ xuống. Cái bình nữa đưa vô lỗ này. Đang lên, lục bình lắm, nói lục bình lắm, đường đang lên, lục bình chạy không được. Ê, đừng nói đang chạy xe nha. Nó đang chạy xe lắm rồi. Chứ bên hai cái máy yếu quá hả? Đổi cái máy. Đề 24 mà bởi vậy đề quá im. Đề 24 mà im quá rồi nữa. Đề 24 mà dựa lên cái bãi luôn à.